cái đợt đầu ấy ở học cây đồ ấy thì ở đó là xuất phát vì ở đó thì cái tỉnh đấy cũng gần gần với tỉnh mình, mà tỉnh đấy nhiều nên đợt đầu tiên thì tỉnh mình không có ai, không có cái cá nhiệm nào ạ. Bắt đầu đợt thứ hai, đợt thứ ba bắt đầu cũng có nhiều dần. Còn bây giờ thì hàng ngày cứ đều đều 20-30 người, 20-30 người. Công nhân tươi là những lậu hợp thật đấy. Bên này cả quán ăn thì họ vẫn mở các bạn ạ, nhưng mà vì dịch đến mình còn hạn chế đâu hết ăn nấu ăn em nha. Cần tay măng tay rồi ạ. Măng tay ngọt. Đợt này dịch cũng tăng nhiều mà mình và mình có mấy câu lạc bộ kia vẫn hoạt động. Không, nhưng mà cũng sát khuẩn đấy, nó đeo khẩu trang vào thì an tâm hơn chút.
Nơi đây 1 đến 2 ngàn đấy vừa các bạn ạ. Thì 3 người trở lên nó nhỏ quá, hơi nhỏ. Chứ mình có một mình thì vừa vừa đẹp. Cái nồi này nó có cả một cái nồi làm bánh nữa. Làm bánh tua cái các bạn. Bánh tròn tròn tròn. Mùi cái căn nhũ sữa này.